Xin chào tất cả các bạn. Người đàn ông như thế nào sẽ khiến cho người phụ nữ hoặc bất kỳ một ai khi mà gặp ý, cũng đều thấy trân trọng này, lè trọng, coi trọng và thậm chí còn yêu thương nữa. Khi người đàn ông được người khác lè trọng và coi trọng ấy, thì bạn luôn nghĩ đến người đàn ông đó sẽ là một người giàu có, giỏi giang. Thì đúng như vậy. Đúng nhưng mà chỉ đúng một phần thôi. Người đó sẽ là một người giàu có, giỏi giang. Nhưng mà khi mà bạn chưa thực sự giàu có, cái sự giỏi giang của bạn cũng chưa thực sự nhiều, nhưng mà người khác vẫn nể trọng và người khác vẫn coi trọng bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều khi mà đàn ông có những cái điều này ấy, thì luôn luôn được người khác nể trọng. Và nhất là những cái người phụ nữ ấy, người ta từng trải này, người ta là một người phụ nữ tử tế, người phụ nữ tốt, họ sẽ rất thích những cái người đàn ông có những cái điều này. Khi mà người đàn ông có những cái điều này ấy, thì cái sự thành công và sự giỏi giang của người đó ấy, chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Khi mà người đàn ông có những cái điều này ấy, thì người phụ nữ rất là tin tưởng, người phụ nữ rất là coi trọng. Bởi vì người ta biết rằng khi mà được ở bên cạnh người đàn ông mà có những cái điều này ấy, thì người phụ nữ sẽ cảm thấy rất là bình an, cảm thấy rất là yên tâm, cảm thấy đó như là cái bến đỗ bình yên của mình ấy. Thì hôm nay video này sẽ dành cho những bạn nam, những cái người đàn ông đích thực, luôn luôn hướng đến những điều tốt đẹp, luôn luôn muốn nâng cấp bản thân để trở lên tốt hơn. Có thể là bạn có điểm này hoặc có điểm kia, nhưng nếu mà bạn biết được tất cả những cái điều này và bạn thực hiện theo đúng những cái điều này, thì không một cô gái nào có thể cưỡng nổi tình yêu của bạn, không một phụ nữ nào không nể trọng bạn. Nếu mà họ không nể trọng bạn ấy, thì điều đó chứng tỏ rằng người đó không biết được cái giá trị của bạn. Và dưới đây mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn nam những cái điều mà khiến cho tất cả mọi người cùng lễ trọng bạn và rất là coi trọng bạn, và từ đó bạn sẽ có những cái hạnh phúc mà mình luôn luôn hằng mơ ước. Nếu mà bạn làm được điều này ấy, thì cuộc sống của bạn ấy khác hoàn toàn so với cuộc sống hiện tại của bạn. Điều thứ nhất mà người đàn ông sẽ khiến người khác lễ trọng và coi trọng, đó chính là lời nói phải đi đôi với việc làm. Câu này nghe chừng các bạn đã nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà để thực sự hiểu cái câu này ấy, thì không phải ai cũng hiểu được đâu. Có những bạn nam ấy, các bạn nói thì nói rất là giỏi nhưng mà làm thì không làm được. Ngược lại, cũng có những bạn nam, họ không nói được nhiều nhưng họ làm được. Đấy, điều đấy mới là điều đáng quý. Chúng ta chỉ cần một người, người ta nói ít thôi và làm, và người ta xem những cái hành động của người ta, chứ không phải là cứ nói thật nhiều, nói thật hay và làm thì không làm được điều gì, sẽ làm cho bất kỳ một người nào cũng không có cái cảm giác tin tưởng ở bạn. Bạn chỉ nói được thôi thì người ta sẽ có cảm giác không an toàn. Còn khi mà bạn nói ít đi và làm nhiều hơn, thì phụ nữ luôn cảm thấy đây đã có một cái điều gì đó bình an rồi, điều gì đó an toàn ở bạn. Họ sẽ tin tưởng bạn, không chỉ phụ nữ tin tưởng bạn đâu, mà trong làm ăn cũng thế. Bạn nói ít đi và bạn làm nhiều hơn ấy, thì những cái đối tác cũng sẽ tin tưởng bạn, những cái khách hàng cũng sẽ tin tưởng bạn, và cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Không chỉ tốt hơn về mặt tình yêu đâu, mà tốt hơn cả về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống nữa, khi mà bạn nói ít đi và làm nhiều hơn. Thế nên là các bạn nam của chúng ta hãy thực hiện những cái điều này cho nó thật đúng và chính xác nhá. Khi mà các bạn thực hiện được những cái điều này ấy, thì cái cuộc sống tốt đẹp của các bạn ấy, nó chỉ đến trong nay mai thôi, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn luôn đấy. Điều thứ hai khiến người đàn ông ấy sẽ được lễ trọng, đó chính là họ phải có mục đích sống của mình. Chưa có một người đàn ông nào mà được người khác lễ trọng mà không có mục đích sống cả. Một người mà không có mục đích sống thì thường sẽ là những cái bạn mà mới chập chững bước vào đời, họ chưa có mục đích sống. Tất nhiên là có những bạn nam ấy thì từ nhỏ các bạn đã được hướng được cha mẹ hoặc là
được ai đó hướng dẫn cho có cái mục đích sống như thường là rất là ít. Tại vì những cái này các bạn sẽ không học được ở trường. Ở trường sẽ không bao giờ dạy bạn những cái điều này. Và chỉ có khi mà các bạn bước đến trường đời, rồi dần dần các bạn sẽ hiểu được. Và nhiều khi ở trường đời cũng chưa ai nói với bạn luôn ấy. Thế nên là các bạn phải cần có mục đích sống. Mục đích sống này là quan trọng lắm, lắm lắm luôn đối với đàn ông. Tại vì khi mà bạn không có mục đích sống ấy, thì các bạn sẽ không biết được là chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải hướng đến một cái gì. Khi mà các bạn có mục đích sống, ví dụ mục đích sống của bạn là luôn hướng đến những điều tốt đẹp, đấy là một mục đích sống mà, thì cái mục đích đó nó sẽ luôn hiện hữu ở trong đầu của bạn. Và từ trong cái trí não của bạn ấy, nó sẽ phát ra bên ngoài rằng bạn cần phải sống như thế nào. Cứ những cái việc tốt đẹp, nếu mà cái đó có thể hướng đến những điều tốt đẹp, bạn sẽ làm. Bạn sẽ theo một cái đích đấy. Bạn có một cái mục đích đấy thì bạn sẽ thực hiện theo được cái mục đích đấy. Còn khi mà chúng ta không có một cái mục đích sống nào cả, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được mình cần phải làm gì. Giống như là các bạn đang đi trên biển mà không có la bàn, các bạn đi ở trên đường mà không có bản đồ, các bạn sẽ không biết được rằng mình đi đâu và hướng đến đâu cả. Khi bạn không có một cái lối đi của riêng mình ấy, thì khi mà bạn gặp thất bại là điều đương nhiên thôi. Trong cuộc sống bạn sẽ gặp phải những điều không như ý. Thì khi có mục đích sống ấy, thì bạn sẽ vẫn biết là chúng ta cần vực dậy và đứng lên. Còn nếu không có mục đích sống thì chúng ta cảm giác tất cả nó bế tắc hoàn toàn, và chúng ta không còn một cái hướng đi nào khác. Thế nên đối với đàn ông, các bạn cần phải có mục đích sống của mình nếu muốn cuộc đời của mình thay đổi. Điều thứ ba mà đàn ông muốn được coi trọng sẽ phải có, đó là có cá tính riêng của mình. Ở đây cá tính nó bao gồm có nhiều thứ. Điều thứ nhất là bạn phải có tiêu chuẩn trong tình yêu, tình bạn và các người quen biết của bạn. Bạn phải có một cái tiêu chuẩn nhất định. Bởi vì khi mà bạn có tiêu chuẩn thì điều đó chứng tỏ bạn là người có giá trị. Bạn muốn có giá trị hay không, bạn phải là một người có tiêu chuẩn. Bởi vì sao? Từ thường thì có rất nhiều người sẽ nói rằng khi mà tôi giàu thì tôi sẽ được coi trọng. Khi mà bạn nghĩ rằng, bạn cứ có suy nghĩ rằng khi mà mình giàu thì mình có giá trị, nhưng không hoàn toàn là như thế đâu. Bởi vì chúng ta có giá trị khi nào? Khi bạn có tiêu chuẩn người như thế nào được bước vào cuộc sống của bạn. Ví dụ trong tình yêu, một người chung thủy sẽ được bước vào cuộc sống của bạn. Một người lăng nhăng không được phép bước vào cuộc sống của bạn. Một người chân thành sẽ được bước vào cuộc sống của bạn. Còn một người mà người ta lừa dối bạn, họ sẽ không được bước vào cuộc sống của bạn. Có thể là bạn biết người ta chân thành hoặc không chân thành, nhưng từ khi mà bạn biết là người ta không chân thành, bạn sẵn sàng đẩy người ta ra khỏi cái đường ray của bạn. Bạn đang đi trên một cái đường, cái con đường hạnh phúc của mình ấy, thì khi mà bạn thấy người đó không còn phù hợp với mình sẵn sàng đẩy người ta ra để mình đi trên con đường của mình. Điều đó chứng tỏ giá trị của bạn. Đấy, giá trị thể hiện ở việc bạn chọn ai là bạn, bạn chọn ai là người yêu. Đấy, khi mà người ta thường nói là nồi nào thì úp vung nấy, thì điều đó cũng chứng tỏ cái giá trị của một người đấy. Nếu mà chúng ta có giá trị, chúng ta sẽ xứng đáng với một người có giá trị. Thế nên là nếu mà bạn có giá trị thì cuộc sống của bạn nó sẽ khác hoàn toàn so với cuộc sống hiện tại. Nếu mà bạn thấy rằng mình vẫn còn đang hoang mang, mình không biết là giá trị nó như thế nào và không biết là coi trọng cái giá trị của bản thân, thì nếu mà bạn biết rõ điều này thì cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Điều thứ tư một người đàn ông cần phải có, đó là cần phải có mục tiêu trong đời. Trên ý thì mình đã chia sẻ với cả các bạn, đó là mục đích sống của mình. Đó là mục đích sống, đó là chúng ta hướng tới những cái điều thiện lành này, những cái điều tốt đẹp này. Còn cái mục tiêu trong cuộc sống, đấy là cái việc mà các bạn cần hoàn thành. Một người đàn ông ấy mà có một cái mục tiêu trong cuộc sống, đấy thể hiện một người đàn ông có ý chí. Từ đó họ sẽ thành công trong cuộc sống và cả trong tình yêu nữa. Cái người đàn ông ấy họ luôn luôn là những người chinh phục. Họ muốn chinh phục những cái đỉnh cao. Và cái mục tiêu chính là điều mà đàn ông cần phải hướng tới những cái đỉnh cao đấy.
Khi mà hướng tới những cái đỉnh cao rồi thì người đàn ông sẽ thành công. Và khi người đàn ông đã thành công rồi ấy, thì sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn được ở bên cạnh người đàn ông thành công. Thế nên là nếu một người đàn ông thành công rồi ấy, thì chả lo gì là không có phụ nữ ở cạnh cả. Chỉ việc của bạn ấy chỉ là chọn lựa người phụ nữ phù hợp với mình mà thôi. Đã là đàn ông ấy, thì bạn cần phải coi trọng mục tiêu của mình và hướng đến đấy. Một người đàn ông có ý chí mới có thể hướng đến được cái mục tiêu của mình và thành công. Khi mà bạn thành công rồi ấy, thì người khác sẽ phải lại trọng bạn. Đấy, người ta chỉ coi trọng những cái thành công thôi. Còn khi mà bạn làm điều gì không ai coi trọng đâu. Không ai coi trọng, nhưng khi mà bạn thành công, người khác sẽ coi trọng bạn. Và cả phụ nữ cũng sẽ coi trọng bạn. Điều thứ 5 mà người đàn ông làm ấy sẽ khiến cho người khác lễ trọng, đó là người đàn ông biết yêu thương. Biết yêu thương ở đây bao gồm cả biết yêu thương chính bản thân mình. Phải trân trọng chính bản thân mình. Nếu mà người khác đối xử không ra gì với mình phải biết và mình sẽ chối bỏ người đó. Còn một người khác trân trọng mình thì mình mới trân trọng người ta. Còn người khác coi thường bạn ấy mà bạn vẫn trân trọng người ta ấy, thì là bạn là vô giá trị, bạn là mất hết cả giá trị luôn ấy. Yêu thương ở đây còn bao gồm cả việc biết yêu thương mình, biết yêu thương người khác và biết cảm thông với người khác. Những điều này không phải một sớm một chiều bạn có thể làm được đâu, mà bạn cần phải có thời gian. Cái thời gian này để các bạn như kiểu là ở trong chùa ấy, người ta gọi là đi, gọi là tu ấy. Nhưng mà đây không phải là tu, mà là cần cái thời gian để bạn có thể cảm nhận được cuộc sống này. Bạn cảm nhận được tình yêu thương và bạn có thể cảm thông, thấu hiểu người khác. Khi mà đàn ông mà biết cảm thông, mà biết thấu hiểu người khác ấy, thì sẽ chiếm được cảm tình của người phụ nữ. Khi mà biết cảm thông với người khác ấy, thì không chỉ chiếm được cảm tình của người phụ nữ thôi đâu, mà các bạn có thể thành công cả trong công việc nữa. Thế nên là một người đàn ông mà biết yêu thương thì sẽ có được hạnh phúc. Và điều cuối cùng mà một người đàn ông có sẽ khiến người khác lè chọn, đó chính là họ biết chấp nhận cuộc sống hiện tại và vươn lên. Trong cuộc sống không phải là bất kỳ một người đàn ông nào được sinh ra cũng được sinh ra trong một gia đình giàu có. Có những người sinh ra trong một gia đình rất là nghèo, một vùng quê rất là nghèo. Nhưng họ biết chấp nhận cuộc sống hiện tại và họ phấn đấu vươn lên càng ngày càng cao lên. Thì điều đó chứng tỏ ý chí của họ rất sắt đá, ý chí của họ rất kiên cường. Chính điều đó sẽ làm cho người khác phải lễ trọng bạn. Còn có những người đàn ông thì cứ toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh thôi. Là hoàn cảnh của mình do bố mẹ nghèo, bố mẹ không thể để cho mình những cái tài sản này, tài sản kia, nên là mình mới thế. Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh là do bố mình không giỏi, do mẹ mình không giỏi nên mình cũng không giỏi. Họ có thể không giỏi nhưng bạn có thể giỏi được. Bằng cái chấp nhận cuộc sống hiện tại và vươn lên, bạn làm được thì người khác mới lễ trọng bạn. Còn những cái người than thân trách phận thì rất là nhiều. Còn một người ấy, ở trong hoàn cảnh thấp, tồi tệ, họ dám vươn lên để vượt đến đỉnh cao thì người đó mới được trân trọng. Các bạn ơi, trên đây là những cái điều mà người đàn ông làm ấy thì chắc chắn sẽ được coi trọng. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy like, hãy đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.